Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Detailer Gamer anh em nha. Và hôm nay sẽ tiếp tục một tập nữa của Rivali. Và mình sẽ chơi đến khi nào mà end game thì thôi, ok. Rất mong anh em ủng hộ và cảm ơn anh em nào vẫn like, share, comment cho những video lần trước. Rồi, tiếp tục mình sẽ chơi tiếp ở tập 11. Và trong tập 11 này mình sẽ có những cái pha xử lý gọi là hơi ghê gớm chút. Tại vì ở phần trước khi mà kết thúc thì mình đã có một cú lừa thế kỷ, đó chính là khi mà mình đi nâng cấp cái bình tưới xong thì mình nghĩ là ngày mai sẽ mưa, nhưng rất tiếc nó không mưa anh em ạ. Rất là nhục nhã, và hôm nay chúng ta sẽ không tưới cây được. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ làm được những công việc khác. Về may mắn thì chúng ta hôm nay không hề có may mắn xung quanh chúng ta. Một tin không vui cho lắm. Về thời tiết thì ngày mai chúng ta sẽ có một ngày mưa, khá là ok. Và hôm nay là chủ nhật thì chúng ta sẽ coi Nữ hoàng nước sốt. Ok, rất ổn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cất đồ đạc các kiểu và chuẩn bị với một cái việc, đó chính là hôm nay mình sửa sai về những cái việc mình đã làm trong những buổi trước. Mình sẽ làm tương đối gọi là chậm chậm rãi nhưng mà cũng cẩn thận một chút để tránh những cái trường hợp không như ý xảy ra nhé. Rồi mình sẽ cất tất cả mọi thứ vào, sau đó thì mình sẽ đi bán và kiếm tiền. Rồi trước mắt là mình sẽ thu hoạch bán, sau đó thì mang lên nhà văn hóa sửa chữa các kiểu, kiếm đủ tiền rồi qua sa mạc. Và qua sa mạc thì anh em biết đấy, mình sẽ mua hạt giống khế và mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hoặc là không đồng nào cả, tại vì có lẽ là mình tính sai. Hiện tại đang ngày 14 rồi, và khế thì mình nhớ không nhầm nó cần 13 ngày. Và sau khi sửa được qua sa mạc thì mình sẽ về trồng ngay trong ngày mai, ngày 15. Thì nếu như đúng chính xác cái công thức ấy, thì ngày 28 chính là ngày cuối cùng của mùa, thì mình sẽ thu hoạch được một vụ khế. Đấy, thì mình có thể kiếm rất nhiều tiền, ok chưa? Đấy, lý thuyết là như vậy, còn thực hành như sao thì mình cũng chưa rõ. Mình phải đi lượm một số cái tài nguyên này trước, sau đó thì mình mang lên chỗ nhà văn hóa mình nộp vào, mình nhận phần thưởng. Nếu như có cái gì đó có giá trị thì mình sẽ mang đi mình bán kiếm tiền luôn. Tại vì mình còn một cái gói 25 ngàn để sửa cái xe buýt. Sau khi mình bỏ hết 25 ngàn thì có lẽ là mình sẽ còn rất ít tiền, hiểu không? Dẫn đến việc là mình sẽ không có tiền mua hạt giống thì cũng kỳ. Mình sẽ nên bán thử, và nếu như nó trên 25 ngàn thì mình sẽ tính đến trường hợp là mình sẽ mua hạt giống khế sau nhé. Còn nếu dưới 25 ngàn thì chịu, mình có thể bỏ một mùa. Nhưng mà khuyến khích anh em chơi thì nên 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 chơi đến cái đoạn này để cho ngon nhất có thể, mình kiếm được nhiều tài nguyên nữa. Mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền với một vụ khế đầu tiên vào mùa hè nha. Nhạc rất là chill. Rồi 9 giờ vô bán thôi. Rồi bán. Do là mình đã hoàn thành hết tất cả những thứ khác rồi nên là mình sẽ tự tin bán luôn. 30.000, được. 30.000 thì mình sẽ còn 5.000 vốn nhé. 25.000 và mình sẽ hoàn thành xe buýt. Được thêm một cái nhân hai khoáng sản nữa. Nhân hai cái quặng, không phải cái cục 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 đá quý. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm tất cả mọi thứ để có tiền. Có lẽ là mình sẽ đi ra biển lượm ve chai, sau đó mình đi câu cá. Mình câu cá sau đó thì mình sẽ bán luôn kiếm tiền, hoặc nếu không thể thì mình có thể bán trực tiếp ở trong cái thùng hàng á. Sau đó mình, miễn là mình có thật nhiều tiền thôi, ngày mai mình sẽ mua hết hạt giống khế mà mình trồng. Ok, rồi mình đi câu cá nhé, đi câu cá nha mọi người. Trước tiên thì sẽ xem có những cái loại ve chai nào không. Trời ơi, cái con nhỏ Ali nó mới đập một cái san hô rồi. Tiền không đó trời. Bấu. Bởi vậy tôi không có ghét Ali vậy đó. Cay thiệt, tự nhiên mất ít tiền. Rồi. Có một cái màu vàng nè. Mình sẽ đi bán cho ông Willy nhé. Mình có mở được một cái cần câu mới rồi, nhưng mà rất tiếc là mình hiện tại sẽ tập trung tiền cho những cái vấn đề khác. Bao nhiêu đây? 6.500. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi câu cá. Mình sẽ cố gắng câu được nhiều cá nhất có thể. Twelve seconds later. Cái bộ là câu đây cũng không không tốt cho lắm anh em ạ. Mình sẽ về bán ít ve chai là những cái loại vũ khí mà mình dư thừa đó.
Đây, mình đã đến hồ phiêu lưu và mình bắt đầu bán như cái loại này nhé. 300, 250, 250, 250. Ô, mình có hai cây chơi tim, mình sẽ giữ là một cây nhé, giữ là một cây để trong trường hợp mình sẽ đi qua bên kia mình đánh. Rồi, mình sẽ tận dụng thời gian còn lại trong ngày mình đi câu cá, sau đó thì về bán thêm một chút ve chai để kiếm nhiều tiền nhất có thể để ngày mai mình có thể mua hạt giống khế ha, nhiều nhất có thể ha. Ồ, nếu như mà mình tận dụng tốt hơn thì mọi chuyện nó khác. Đây, mình đã sửa được xe buýt rồi, chụp tấm hình cái. Wow, farming level 9 và mình có thể chế được cái vòi tứ Iridium. Yay. Câu cá level 3. Ồ, tiền thì không nhiều cho lắm. Mình đi qua mình mua hạt giống đã. Hy vọng là sẽ mua được nhiều chút. Đây, bam tới rồi đây. Trời ơi, mình còn phải mất 500 đồng để mua nữa. Khá là buồn. Bây giờ làm gì để có thêm tiền không ta? Cách gì có thêm tiền không ta? Tiếc là không, không. Thôi, lần đầu qua sa mạc cái đi. Ok. Dù sao đây cũng là một thành tựu cho tập này. Vô hạt giống thôi. Xin chào Sandy. Ồ, 400 một hạt. Vãi. Mua được nhiêu? Trời ơi, chúng ta chỉ có 21 hạt thôi anh em ạ. Buồn quá. Bây giờ hết cơ hội rồi, chỉ có ngày hôm nay thôi. 21 hạt. Để chắc ăn thì mình sẽ làm thêm một cái bù nhìn rơm cho chắc kèo. Tại vì mình quá ít rồi anh em ạ, mình không muốn có một chút rủi ro gì cả. Lên level của Foragin rồi. Mình có thể kiếm nhiều gỗ hơn, mình có thể lượm được nhiều đồ về trái cây rau quả dại các kiểu. Thôi mình dùng cái này nhé, mình sẽ thích cái chặt gỗ hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ sương sương thôi nha, mình sẽ sử dụng hết năng lượng. Đây, chúng ta đã được một cục pin rồi. Cục pin cũng khá là hiếm, mình sẽ cất lại nhé. Rồi, những lúc rảnh rỗi thì mình sẽ đi hầm mỏ ha, để kiếm thêm những cái tài nguyên với lại kiếm những cái búp. Rồi, anh em cũng ráng làm nhiệm vụ nhà văn hóa càng nhiều càng tốt nhé. Ví dụ như cái này rất quan trọng nè, Minecraft Repair nè, anh em sửa nó càng sớm càng tốt ha. Thì đây là hệ thống xe gòn ở trong thị trấn, nó giúp cho anh em đi rất là nhanh. Ví dụ như mình có thể đi từ xe buýt đến ngay chỗ thờ rèn hoặc là những nơi khác nữa. Đấy. Rồi, cố gắng hoàn thành 120 tầng của cái hầm mỏ để kiếm cái chìa khóa. Cái chìa khóa đó mình sẽ đi qua hang Cavern ở bên sa mạc á, nơi đó sẽ có rất nhiều tài nguyên mới. Hiện tại thì mình chưa sửa xe buýt mà không qua được. Cũng nhớ là tăng team với những cái người mà mình thích nha. Còn nếu anh em muốn phá đảo thì anh em phải tăng team với tất cả mọi người luôn. Anh em có thể làm từ từ những năm sau. Nhưng mà với người anh em thích thì anh em có thể tăng team để có thể cưới họ trước. Rồi, mình sẽ dọn dẹp một chút xíu. Vào ngày 20 sẽ lên kế hoạch để mình xây một cái chuồng thú ha. Một cái chỗ nuôi gà nhỏ 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 ở khu vực này. Rồi, trước mắt thì mình sẽ dọn dẹp một chút xíu. Mình sẽ chặt bớt một số cây này nọ để một cái khu đất để xây dựng. Anh em luôn chuẩn bị trước, sau đó thì anh em lên Robin, anh em kêu xây thôi. Nhớ là cũng tốn một khoản chi phí tương đối 300 gỗ, 100 đá thì phải. Đấy, nói chung là mang chút tiền lên là được. Đây, cái cóp này 4.000 và 300 gỗ, 100 đá. Chọn xây ở cái chỗ mà mình đã dọn dẹp từ trước nhé. Cái này một phần là giúp cho anh em chơi game vui hơn. Một phần thì nếu mà anh em làm nhiệm vụ nhà văn hóa thì bắt buộc anh em phải xây thú nhé, xây chuồng thú nhé. Anh em không xây chuồng thú thì anh em sẽ không có những cái sản phẩm từ thú đâu, anh em sẽ không làm được hoàn thành nhiệm vụ nhà văn hóa đâu. Với lại là chơi game trồng trọt chăn nuôi phải có nuôi thú nhé. Đấy. Sau rồi đi về thôi, gặp ai thì tặng quà người đó, còn không thì mình cứ đi tà. Đây, mình rất thích tặng quà cho ông này. Ông Linus này, nhưng mà mình tặng rồi nha. Ông Linus ổng rất là tốt, ổng cho anh em cái công thức chế tạo mồi con cá rất là ngon, cũng như là ổng sẽ cho mình rất là nhiều quà. Ổng dễ thương nữa. Còn thời gian còn lại thì mình sẽ dành cho cái việc gọi là đi đào quặng. Cái quặng nào mà mình thiếu mình đi đào cái đó. Hiện tại mình cần bạc thì mình sẽ đến tầng khoảng 60 nha. 60 trở đi thì chúng ta sẽ có bạc, 80 trở đi thì nó sẽ có vàng mấy bạc luôn ha. Còn thấp hơn thì nó sẽ có đồng, anh em cứ thế thôi, cần cái gì thì đi farm cái đó. Ở đây thì mình sẽ đi farm bạc. Rồi, Robin đến xây rồi, mình sẽ trang trí một chút. Cái việc trang trí này vừa giúp cho nông trại đẹp, mà ngoài ra thì khi mà cái con thú nó lớn ấy, nó ra ngoài nó chơi ấy, nó sẽ không có đi lung tung, nó làm loạn cái nhà anh em. Nên là mình cũng cố gắng rồi là làm chút xíu decor
Với lại là nó cũng tránh cỏ dại vào nữa, lung tung nhiều thứ đấy. Anh em cũng nên làm như vậy ha. Mà biết là có nhiều anh em bên kênh mình á là làm nhà rất là đẹp, nên là anh em cũng đừng có chỉ trích mình làm gì nha. Mình lười lắm. Thường thường là mình để bà Tẩu làm hết à. Đấy, trồng trọt chăn nuôi này nọ các kiểu, thiết kế thôi, chiêu chiêu. Chơi rất là vui anh em ạ. Hôm nay thì cái camera mình bị hư nên là mình không thấy cái mặt mình lên. Nhiều khi view lại cao ha, biết đâu được. Rồi, mình cứ tiếp tục thôi. Ráng rào cho kính lại để cho mấy con thú nó không ra nhanh đi nhé. Sẵn thì mình cũng nhốt Robin lại luôn. Rồi, đánh rổ đi câu cá. Thì tại câu cá của mình rất là thấp, thấp nhất trong những cái kỹ năng khác. Nên là chắc là từ giữa mùa thu và mùa sau thì mình sẽ cố gắng câu cá nhiều hơn. Còn cái vấn đề mà anh em muốn phá đảo mà làm cái nhiệm vụ cá thì nó đơn giản lắm. Tại vì phiên bản 1.5 thì anh em sẽ có một cái mồi câu ma thuật á. Anh em sẽ câu tất cả các loại cá ở từ mọi mùa luôn, nên anh em không có lo về cái chuyện đó. Khi nào anh em qua đảo gần, anh em làm nhiệm vụ quy á, thì anh em sẽ rất thoải mái cho cái vấn đề này ha. Không lo, mình có thể câu cá tà tà cũng được. Còn không thì đợi qua ngày đó. Có quà nè. Đây câu cá thì mình có thể chọn ở những nơi khác nữa. Ví dụ như cái mỏm đá này anh em cũng biết là đây là một cái nơi mà sẽ có rất là nhiều cá mới thuộc tính cao hơn. Câu đây thì được tăng tỷ lệ cá nhé. Hiện tại thì do là câu cá của mình lỏ nên là bị thất bại khá nhiều, hơi tiếc. Nhưng không sao, mùa sau mình sẽ ổn thôi. Khi mà mình chơi co-op thì thông thường mình sẽ mát câu cá trước á. Mình câu cá rất là đã. Nhưng mà do là mình chơi solo nên là mình nhiều việc quá, mình không có câu cá được. Rồi, bữa mọi ngày, đây, lục rác, đấy, có bánh mì ngon. Bánh mì ngon, sướng à. Ô, có một cái nhiệm vụ rất là ngon từ cái ông thị trưởng nè. Cái nhiệm vụ này thì mình sẽ đánh 4 cái con slide đỏ và sẽ được nhận 500 gold rất là ngon. Và bố Berry bán ít tài nguyên kháng sản mà mình thu hoạch được thôi. Đấy, cây trồng củ quả này, đấy, rất là nhiều. Đấy, ở nhà thì mình có chừa lại hoa hướng dương để có thể làm nhiệm vụ nhà văn hóa rồi, chừa lại một bông nha. Hạt giống mình thích thì mình chọc tiếp. Rồi, cứ thế thôi, đơn giản. Đây, lại thêm một bùa nữa, rất là ngon. Và rất là vui khi hôm nay chúng ta có thêm một trái khổng lồ nữa. Yeah. Trồng khoảng 3 vụ thì nó mới có một trái khổng lồ. Khá là ngon. Mình sẽ thu hoạch tất cả nha. Và với cái việc là mình chơi cái này để kiếm tiền nên là mình sẽ đập luôn. Còn nếu mà mình livestream thì mình sẽ để lại, mình không có đập cái quả đâu. Cái quả này nó sẽ ít 2 lên đó anh em. Ví dụ như anh em trong vòng 3x3 anh em được 9 quả thì nó sẽ được 18 quả. Nhưng mà anh em dùng rìu anh em chặt nó ra nhé. Rất là tiếc nhưng mà do là vấn đề là mình cũng cần tiền mà. Trong video hướng dẫn chơi thì mình cũng nghĩ là cũng phải chặt đi thôi, hơi tiếc chút. Anh em có thể giữ lại làm đi con cũng được. Đấy, bán tiếp một lần nữa. Đấy, mình cũng đã khoảng được 60 mấy nghìn rồi. 70 nghìn, rất là ngon nha. Quyết định nâng cái túi cao nhất để chứa thêm đồ. Rồi, muốn đánh red slide thì anh em xuống tầng khoảng 100 trở đi nhé. Đấy, mình xuống tầng 100 gặp luôn một bãi slide luôn. Về trả cho ông Lewis. Ông cho mình 500 tiền. Và những cái nhiệm vụ này nó còn tăng team nữa đây anh em. Đây là một cơ hội tốt để anh em tăng team với mọi người. Cá đồ các kiểu mình sẽ để riêng ở trong một cái thùng, một cái hầm riêng để mình có thể dễ dàng. Vì có rất là nhiều nhiệm vụ nhà văn hóa cá nhưng mà mình chưa có làm nào cả. Mình chừa lại luôn nhé. Anh em cũng nên thử. Lên cấp 10 của trồng trọt. Rồi, ở đây có hai lựa chọn. Một á, là anh em sẽ nâng cao cái giá trị những cái như rượu rồi cái kiểu anh em để bên trái. Còn bên phải là anh em sẽ giúp cho cây phát triển tốt hơn. Có nghĩa là anh em sẽ kiếm tiền từ cái cây ha. Còn cái bên kia là anh em kiếm từ cái khác. Đây, lại tặng cho vợ cái. Bán cơm một chút. Rồi, mua một chút động vật mới nha. Và cái này thật ra là mình đã xây xong rồi nên mình mới mua được. Mua đồ ăn trước, sau đó anh em sẽ mua được gà. Thời gian đầu anh em chỉ mua được gà thôi. Càng về sau anh em mới mua được nhiều con hơn nha. Phải cố gắng tăng team với lại money này nọ. Rồi đặt tên nó, KFC. Đấy, một cái tên viết tắt của một loài gà anh em. Mình mua 2 con nhé. Đấy. Nhưng mà anh em nuôi động vật anh em cần chú ý một việc. Đó chính là động vật á thì anh em phải ngày nào hôm qua phải vuốt ve nó với lại anh em cho nó ăn. Nếu không thì nó sẽ không có lớn đâu. Với lại nó sẽ không cho sản phẩm tốt. Anh em thấy là nó có tim nữa đấy, mình sẽ phải tăng tim nó thường xuyên, mỗi ngày mà vút ve một lần cho nó đồ ăn. Nếu không thôi nó quạo, nó có thể biến mất luôn. Về sau anh em có thể kiếm được những cái đồ của nó hoặc là có thể bán nó luôn. Đấy, rất là nhiều cách nhưng mà nhớ chăm sóc. Và cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày thứ 28 rồi. Và như kế hoạch thì mình vẫn có thể thu hoạch được đống khế này nhé. Rất là ngon.
21 cục khế này cũng cả một đống tiền đó anh em ạ, rất là nhiều tiền luôn. Mình bán sẽ lời hơn nhưng mà mình để dành cho cái việc là mình sẽ đi ủ nha, mình ủ rượu lên. Đấy, ủ rượu lên rồi mình sẽ được nhiều tiền hơn, đấy. Mình cũng có thể là mình bán, tùy, nếu mình thiếu tiền của mình sẽ bán, mình sẽ cất vào rương. Trước mắt thì mình cũng sẽ chuẩn bị thêm một chút cho cái mùa sau nữa. Mình cũng chuẩn bị được khá là nhiều cái vòi tưới nè, để mùa sau mình thoải mái, đỡ mệt. Đánh rỗi thì đi nung quặng này nọ các kiểu, đấy. Nói chung game này rất là chill anh em á, thoải mái ha, không có gì hết. Chơi tà thôi. Rồi đi ngủ, vài lần thành tựu, cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc một cái mùa hè rất là viên mãn. Khá là thành công anh em ạ, thành công hơn mùa xuân rất là nhiều.